Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin cực nóng liên quan đến chiến công của Việt Nam khi tiếp tục ngăn chặn và bóp chết âm mưu của tình báo Hoa Nam Trung Quốc cùng các lực lượng chống đối Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước Việt Nam sang phẳng kho gốc két DF-46, bắn rơi tiêm kích j 16 của Trung Quốc. Hà Nội cho biết đã phá hủy các kho vũ khí, nhiên liệu của tình báo Hoa Nam Trung Quốc trong 24 giờ qua, đồng thời bắn rơi tiêm kích j 16 của đối phương trong một nốt nhạc. Bộ Quốc phòng Việt Nam tướng Phan Văn Giang cho biết ngày 9 tháng 7 thông báo tại khu vực Biển Đông đã phá hủy kho tình báo Trung Quốc có 4 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, một hệ thống pháo tự hành DF-46 do Bắc Kinh sản xuất, một khẩu lựu pháo D-30. Việt Nam tuyên bố các vụ tấn công của lực lượng nước này đã khiến Trung Quốc mất 100 quân nhân, một kho đạn chuyên dành cho hệ thống hỏa lực phóng loạt DF-41 do China sản xuất. Việt Nam thông báo phòng không nước này bắn rơi tiêm kích J-16 của Trung Quốc ở ngoài khơi Bình Định đánh chặn 6 quả gốc khét DF-41 của đối phương, cùng 7 máy bay không người lái. Theo hướng Quy nhân, Việt Nam nói đã có 40 binh sĩ Trung Quốc đã bị loại bỏ cùng với xe tăng và pháo tự hành Gudica. Một kho nhiên liệu ở thành phố Tam Sa cũng bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết tình hình ở tiền tuyến Biển Đông vẫn rất căng thẳng khi Trung Quốc đang mở chiến dịch phản công trên toàn mặt trận Biển Đông. Theo ông, tiềm năng về nguồn lực của Việt Nam đang gia tăng. Dù phương Tây, Mỹ chưa đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu vũ khí của Hà Nội, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng các nước đang tăng cường sản xuất, chi tiêu lên đến 5,2 tỷ đô. Ông cho rằng tương lai Việt Nam sẽ nhận được đủ số vũ khí mà họ mong muốn. Trong một diễn biến có liên quan, vào sáng ngày 8 tháng 7 vừa qua, hai hải quân và một tàu cảnh sát biển của Việt Nam đã tổ chức bắt giữ một con tàu hàng hải tại khu vực ngoài khơi cảng Quy Nhơn. Thu giữ hàng chục ngàn khẩu súng các loại do Nga và Trung Quốc sản xuất. Sau một cuộc bao vây và đọ súng ngắn ngủi, số vũ khí trên được cho là cung cấp cho lực lượng phung ở Tây Nguyên mà Trung Quốc đã cho hồi sinh trong thời gian gần đây nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự và chống phá chính quyền Việt Nam kính thưa quý vị chưa bao giờ mà trung quốc có những động thái gây hấn và công khai chống việt nam như trong thời gian gần đây mặt khác quan chức trung quốc nhận định nguồn lực của việt nam đang suy giảm chiến sự là rất tốn kém việt nam đã chi tiêu rất nhiều cho cuộc xung đột biến động này ông nói cho rằng việt nam sẽ có thể đối mặt với thách thức về kinh tế theo ông tập đóng băng xung đột là kịch bản tốt nhất cho việt nam để Bắc Kinh có thời gian củng cố và tăng cường năng lực quân đội. Nhưng Hà Nội sẽ không để điều này xảy ra. Một khi giả tâm muốn độc chiếm Biển Đông cũng như chiếm trọn quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà hiện do Việt Nam đang kiểm soát và quản lý. Sự kiện việc hàng trăm tàu dân quân biển Trung Quốc với gối và gây hấn ở Trường Sa mấy tháng qua, cùng những hành động quân sự khác đã minh chứng rất rõ điều này. Mới nhất, vào ngày 16 tháng 5 vừa qua, vẫn với chưa bài lên án rồi đe dọa các nước, trong đó có Việt Nam. Tướng Diệu Hâu Trung Quốc, hàng 95, tiếp tục khẳng định chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh đối với Biển Đông. Ông ta đã chỉ trích các hành động của Mỹ cùng một số đồng minh như Anh Pháp. Khi điều động hoạt động ở Biển Đông, không dừng lại ở đó, xen lẫn sự chỉ trích, ông ta còn thể hiện sự cao thượng của Bắc Kinh vì đã không phản đối việc các tàu chiến của Mỹ và đồng minh đi qua biển Đông hoặc các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Điều này có thể được hiểu rằng tướng hàng 95 đang hợp pháp hóa chủ quyền phi pháp mà Trung Quốc tuyên bố ở biển Đông. Ngoài ra, ông ta còn ngang ngược cáo buộc Việt Nam là một bên gây rắc rối trên biển Đông khi quân sự hóa, xây dựng tiền đồn tại vùng biển này. Không những vậy, Ông ta còn củng cố cho nhận định sai trái của bản thân bằng cách chỉ ra rằng Việt Nam đã triển khai cả quân đội, dân quân biển và cảnh sát biển đến Biển Đông, góp phần đe dọa, vũ lực. Theo kiểu suy bụng ta ra bụng người, vừa ăn cướp vừa la lạc, đó chính là một xảo thuật mà viên tướng tráo trở này từng nhiều lần sử dụng khi lên tiếng trên các kênh truyền thông báo chí, diễn đàn nhằm thể hiện quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Thực tế về luật pháp quốc tế, Tòa trọng tài quốc tế PCA năm 2016 đã từng bác bỏ tuyên bố chủ quyền mà Trung Quốc đưa ra đối với vùng biển này. Về hành vi gây gối, các năm qua, nhiều nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Úc vân vân liên tục lên án các hành vi gây gối của Trung Quốc tại Biển Đông. Chính Trung Quốc mới là nước gây ra tình trạng căng thẳng trong khu vực. Điển hình, từ tháng 3 đến nay, Trung Quốc thường xuyên điều động vô số tàu dân binh đến hoạt động gần bãi Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc cũng chính là bên quân sự hóa, gây nhiều lo ngại ở các thực thể tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép bằng chứng là không chỉ xây dựng hạ tầng quy mô lớn, Trung Quốc còn triển khai cả tên lửa các loại, chiến đấu cơ vân vân đến các thực thể này. Tướng Hàng 95 còn cho rằng việc Mỹ và Trung Quốc chạy đua triển khai các khí tài dùng để giám sát Biển Đông. Qua đó biện minh rằng việc Bắc Kinh liên tục tăng cường khí tài giám sát đến vùng biển này chỉ nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách với Mỹ. Nhận định như vậy là cách để ông ta tuyên truyền nhằm giúp Trung Quốc chối bỏ trách nhiệm. Trong việc triển khai hàng loạt khí tài đáp ứng nhu cầu do thám, chính xác và thu thập thông tin tình báo ở đây, thực tế các hoạt động do thám, chính xác và thu thập thông tin tình báo có vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động quân sự và Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động này nhằm tăng cường năng lực kiểm soát để phục vụ mua đồ thâu tấm biển đông, sự nguy biện của viên tướng này đã trở nên mâu thuẫn khi ông ta nhận định rằng hệ thống do thám, trinh xác và thu thập thông tin tình báo mà Trung Quốc thiết lập ở Biển Đông có thể giúp Bắc Kinh sớm điều động tàu ngầm hạt nhân để tạo nên một pháo đài trên biển với khả năng răng đe hạt nhân. Việc xây dựng pháo đài với khả năng răng đe hạt nhân thì rõ ràng là hành động gây căng thẳng mang tính đe dọa bằng sức mạnh quân sự nhằm vào những nước xung quanh. Ngoài ra, ông ta còn công khai đe dọa sẽ có các biện pháp thích hợp và kiên quyết nhằm đối phó với Việt Nam. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, ba tàu Việt Nam gồm hai tàu chiến của Lữ đoàn Hải quân 106 và một tàu cảnh sát biển đã tịch thu một lô vũ khí trái phép từ một tàu thương mại của công ty vận tải tàu biển Nguyên Nhơn trong vùng biển ngoài khơi cản nguyên nhân của Bình Định sau khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi các tàu của Hải quân Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu kiểm tra con tàu trên nhưng đã vấp phải sự kháng cự chống đối bằng một cuộc đọ súng khốc liệt diễn ra trên 34 phút về sau với sự áp đảo về lực lượng cũng như phương tiện Hải quân Việt Nam đã tiêu diệt 23 tên và bắt sống 15 tên biệt kích sau đó phần lớn là người dân tộc Bana, AD ở Tây Nguyên. Đây được coi là các thành viên của lực lượng Fungo mà tình báo Hoa Nam Trung Quốc vừa mới tái thành lập cách đây không lâu. Số vũ khí và tài liệu thu được được giấu kín gồm có hàng chục tên lửa chống tăng tiên tiến do Nga chế tạo, hàng chục ngàn khẩu súng trường Stip 56 do Trung Quốc sản xuất và hàng trăm súng máy PKM súng bắn tỉa và xuống phóng lù. Những linh kiện vũ khí khác gồm có như thiết bị ngắm tiên tiến cũng theo Hải quân Việt Nam. Nguồn gốc cũng như điểm đến dự kiến của số vũ khí bị tịch thu đang được điều tra. Sau khi lâu hàng vũ khí phi pháp bị tịch thu, con tàu trên được lai dắt về cả nguyên nhân và giao các đối tượng biệt kích trên cho lực lượng bảo vệ chính trị thuộc Công an tỉnh Bình Định để phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin khai thác ban đầu, chúng tôi có được số vũ khí trên dự tính sẽ cung cấp cho lực lượng phun gô trên địa bàn các tỉnh cao nguyên. Mở rộng vụ án, các cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm 7 đối tượng liên quan trong đường dây cung cấp vũ khí này. Diễn biến tiếp theo của sự kiện đang làm chấn động dư luận này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Thời lượng còn lại cũng trình hồi sự là bản tin quốc tế. Tổng thống Lenskyy nói rằng kết nạp Ukraine chứng tỏ NATO không sợ Nga. Mỹ và NATO dự kiến cung cấp hỗ trợ cho Ukraine nhưng vẫn chưa chấp nhận để Kiev làm thành viên của liên minh quân sự này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Anh hôm 9 tháng 7 trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania nhằm thể hiện sự đoàn kết với Ukraine. Guster cho biết Tổng thống Biden đã xuống sân bay Stantic trên chiếc trực thăng Margin One. Ông sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Gishy Sunak tại văn phòng Thủ tướng Anh số 10 phố Downing ngày 10 tháng 7. Sau đó ông sẽ tới lâu đài Vistar để thăm vua Charles III. Tối ngày 10 tháng 7, Tổng thống Biden dự kiến đến Vilnius, Lithuania và tổ chức hội đàm với các nhà lãnh đạo NATO trong hai ngày 11 và ngày 12 tháng 7. Điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Biden là Helsinki. Ông sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo của thành viên NATO mới nhất, Phần Lan, và tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ và Bắc Âu. Nhân chuyến đi này, Tổng thống Biden và các đồng minh NATO dự kiến cung cấp hỗ trợ cho Ukraine và giúp Tổng thống Ukraine có một cái nhìn tổng quát về những gì phải làm để đảm bảo tư cách thành viên NATO trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN trước chuyến đi, Tổng thống Biden cảnh báo nếu kết nạp Ukraine ngay, NATO có thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột với Nga do hiệp ước tương trợ lẫn nhau của NATO. Tôi không nghĩ NATO sẽ nhất trí về việc có nên đưa Ukraine vào gia đình NATO hay không. Tại thời điểm này, khi cuộc xung đột đang diễn ra, Tổng thống Biden nói, trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói nếu NATO để ngỏ cánh cửa gia nhập khối này Ukraine, đó sẽ là thông điệp rằng Liên minh quân sự phương Tây không sợ Nga. Ông lưu ý, Ukraine nên nhận được sự bảo đảm an ninh rõ ràng khi chưa phải là thành viên NATO và đó sẽ là một trong những mục tiêu của ông tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius. Tôi sẽ ở đó và làm bất cứ điều gì có thể để kêu gọi xuất tiến giải pháp để có một thỏa thuận với các đối tác của chúng tôi, Tổng thống Yaniski phát biểu trên đài ABC trong chương trình phát sóng của tuần trước. Trong một diễn biến tiếp theo, Triều Tiên lên án Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân tới gần bán đảo Triều Tiên. Sáng nay, 10 tháng 7, Triều Tiên lên án động thái của Mỹ đưa tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, cho rằng hành động đó tạo ra một tình huống đưa xung đột hạt nhân đến gần hơn với thực tế. Hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời người phát ngôn dấu tên của Bộ Quốc phòng nước này cho biết các máy bay chính xác của Mỹ gần đây đã vi phạm không phận gần bờ biển phía đông của nước này. KCNA cho rằng các động thái của Mỹ đưa vũ khí hạt nhân chiến lược tới bán đảo Triều Tiên là một sự đe dọa hạt nhân trắng trợn đối với Triều Tiên và các nước trong khu vực, đồng thời gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình. Một tàu ngầm mang tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã cập cảng Busan ở Hàn Quốc vào tháng trước. Hồi tháng 4, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí rằng một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo trang bị hạt nhân của Hải quân Mỹ sẽ đến thăm Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ những năm 1980 nhưng chưa có thời gian biểu cho chuyến thăm như vậy. Trong một diễn biến tiếp theo, Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh của IS ở miền đông Syria. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ ngày 9 tháng 7 cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh của IS bằng máy bay không người lái ở khu vực miền đông Syria. Thông báo của Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ cho biết cuộc không kích diễn ra trong vòng 2 giờ đã tiêu diệt Osama A. Moha, một thủ lĩnh của IS ở miền đông Syria. Washington trong vòng một năm qua đã đẩy nhanh các cuộc không kích và chiến dịch chống lại các phần tử IS ở Syria, tiêu diệt và bắt giữ nhiều thủ lĩnh của tổ chức này, vốn tìm cách trú ẩn tại các khu vực do các nhóm vũ trang thổ nhĩ kỳ kiểm soát. IS mất phần lãnh thổ cuối cùng của mình ở Syria năm 2019. IS từng kiểm soát một phần một phần ba Iraq và Syria vào năm 2014 mặc dù tổ chức này đã bị đánh bại ở cả hai quốc gia trên, các phần tử IS vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công. Giới chức quân sự Mỹ có IS là mối đe dọa đáng kể ở khu vực, mặc dù năng lực và khả năng tái thiết mạng lưới của tổ chức này đã suy yếu. Trong một diễn biến tiếp theo, Nga tái triển khai lực lượng đặc nhiệm AMAS đến chảo lửa Bermud. Lực lượng đặc nhiệm AMAS do Abdi Aladino Phó tư lệnh quân đoàn 2 chỉ huy đã được tái triển khai tới khu vực Ba Lãnh đạo Cộng hòa Chết Gia thuộc Nga Gamzan Garo cho biết hôm 9 tháng 7. Chỉ huy chiến dịch đặc biệt đã tái bố trí lực lượng đặc nhiệm AMAT do Abdi Aladino dẫn đầu đến khu vực khó khăn Ba Mết. Quyết định này cho thấy sự tự tin của Bộ tổng tham mưu về chứng tỏ khả năng chiến đấu của đơn vị. Ông Garo viết trên kênh Telegram cá nhân. Trong những ngày gần đây, sự chú ý đang đổ dồn vào ngôi làng Liszinka ở phía nam Ba Ông Caro đã đăng tải video cho thấy một chỉ huy ngồi trên nóc một chiếc xe bọc thép gần Liszinka. Bộ Quốc phòng nga cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi bước tiến của Ukraine gần Ba với việc giao tranh trở nên khó khăn, không chỉ bởi cường độ hỏa lực và chiến đấu mà còn bởi địa hình vì đường giao tranh chạy giữa hai ngọn đồi. Nhà phân tích quân sự Ukraine Denis Popovi cho biết lực lượng nước này đã giành được những vị trí quan trọng gần Lyschika. Điều này sẽ cho phép pháo binh kiểm soát Lyschika cùng một phần của Bamut và các tuyến đường kinh tế. Ông nói với đài phát thanh NV của Ukraine, giống như việc Quay nơi từng bao vây thành phố, chúng tôi cũng sẽ như vậy. Tổng thống Putin thừa nhận mối đe dọa lớn khiến Nga đau đầu thiệt hại, vượt xa trừng phạt của phương Tây. Tờ Telegraph của Anh nhận định các vấn đề của kinh tế Nga đang gia tăng. Nga thiếu nguồn lao động. Telegraph cho biết Điện Kremlin đang phải chi tiêu nhiều cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và nước này đã buộc phải bán dầu với giá chiết khấu cho các nước như Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, xuất hiện một vấn đề nổi cộm khác trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất mà nền kinh tế Nga phải đối mặt sau lệnh tổng động viên và một cuộc di cư của nhân tài Nga do lo sợ về tác động của chiến sự. Moscow được cho là không có đủ nhân lực để lấp đầy vào số các vị trí công việc đang có. Ngân hàng Guzman chắc mô tả tình trạng này gây ra những ràng buộc nhất định đối với nền kinh tế Nga, thậm chí vượt xa các hạn chế liên quan đến lệnh trừng phạt đối với tài sản hoặc công nghệ của phương tây